cái niềm vui ở nơi các chị. Và tôi mong rằng bài chia sẻ của tôi bây giờ cũng sẽ làm tăng thêm cái niềm vui đấy, cái sự thánh thiện ấy ở nơi các chị em cũng như nơi mọi người tham dự. Niềm vui siêu nhiên lẫn tự nhiên và một bầu khí thánh thiện đang bao phủ cộng đoàn chúng ta trong lúc này, và đặc biệt là ở nơi trên khuôn mặt của các nữ tu sẽ được cái hồng phúc tuyên khấn hôm nay. Tôi nhận thấy cái sự thánh thiện, cái niềm vui ở nơi các chị, và tôi mong rằng bài chia sẻ của tôi bây giờ cũng sẽ làm tăng thêm cái niềm vui đấy, cái sự thánh thiện ấy ở nơi các chị em cũng như nơi mọi người tham dự. Thế trước hết chúng ta biết rằng là thường hội dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh cử hành lễ khấn vào ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng là ngày 31 tháng 5, cũng là lễ bổn mạng của hội dòng. Năm nay vì cái ngày 31 tháng 5 trùng vào lễ Hiện Xuống và Chúa Nhật cho nên đã được cử hành sớm hơn. Tôi thật rất là tâm đắc với việc hội dòng chọn lễ này làm bổn mạng, vì tôi thấy nó rất là phù hợp với tên gọi, với linh đạo và với sứ mạng tông đồ của hội dòng. Hội dòng mong muốn chị em đây là những thừa sai yêu thương và phục vụ mọi người, cách riêng là những người già cả, khuyết tật, nghèo khổ, những người bị xã hội bỏ rơi. Chị em lấy đức bác ái làm phương châm để thánh hóa mình và mọi hoạt động nhân danh hội dòng. Tôi đọc được cái điều đấy trong hiến pháp của hội dòng. Vậy thì thưa anh chị em, tôi xin nói ngay, Đức Mẹ Maria chính là nữ tu Thừa Sai Bác Ái đầu tiên. Xin cộng đoàn chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay để mà chúc mừng Đức Mẹ trong cái vinh dự này. Vào thời của Đức Mẹ, cách đây 2000 năm, chưa có dòng tu hay là tu hội, chưa có hiến pháp hay là nội quy, chưa có linh đạo hay đặc sủng, chưa có tu phục hay đời sống cộng đoàn. Nhưng Đức Mẹ thật là một nữ tu đích thực. Đức Mẹ không tuyên khấn công khai như các chị em nữ tu ngày nay để giữ các lời khuyên phúc âm, nhưng Mẹ đã thật sự tuân giữ ba lời khấn thanh bần khiết tịnh và vâng phục một cách tuyệt hảo nhất. Tôi xin dẫn chứng, có ai sống đức thanh bần như Đức Mẹ không? Trong một cuộc sống giản dị hết sức ở Nazareth, là một thôn nữ, rồi sinh con trong hang đá Bethlehem cùng cực tư bề, rồi dâng con vào đền thờ mà chỉ có cái lễ vật của người nghèo là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu ra ràng, nghèo đến mức đó. Và có ai sống đức khiết tịnh hoàn hảo như Đức Mẹ Maria? Mẹ đã được xưng tụng bằng nhiều tước hiệu như rất thánh nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ, Nữ Vương các thánh đồng trinh. Và xin hỏi có ai sống đức vâng phục tuyệt vời như Đức Mẹ khi thưa xin vâng một cách mau mắn với Chúa trong biến cố truyền tin? Và lời xin vâng ấy đã trải dài suốt cuộc đời của Đức Mẹ trong bài ca Magnificat mà chúng ta được nghe trong tin mừng này
trong cái sự kiện Đức Mẹ đi thăm người chị họ đó. Rồi lời ca xin vâng ấy được đạt đến cao đỉnh lúc Đức Mẹ đứng bên cạnh thánh giá của Chúa Giêsu trên đồi Càn Về. Đức Mẹ vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Rồi Đức Mẹ là một nữ tu thừa sai bác ái, đúng nghĩa. Tôi xin phân tích hai cái điểm này. Đức bác ái, Mẹ đã lấy đức bác ái làm phương châm cho cuộc đời, được thể hiện trong một vài sự kiện ghi lại trong Tin Mừng, như sự kiện đi thăm người chị họ Elizabeth hôm nay. Chúng ta biết rằng sau khi được truyền tin, Đức Mẹ đã trỗi dậy vội vã ra đi đến một làng tên là Ain Karim để thăm người chị họ Elizabeth. Đoạn đường dài lắm, 160 cây số. Mà cái thời đó phương tiện đi lại chỉ là đi bộ hay là cưỡi lừa, mất biết bao nhiêu là thời gian, sức lực. Nhưng mà Đức Mẹ bất chấp, Đức Mẹ đi thăm người chị họ vì lòng yêu thương, vì lòng bác ái, để phục vụ người chị họ này trong những tháng cuối cùng mang thai và sinh nở. Yêu thương phục vụ đi với nhau, sự phục vụ thể hiện lòng yêu thương. Lòng yêu thương bao hàm cái sự phục vụ ở trong đó. Rồi tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã phục vụ ở trong nhà bếp chứ không phải ngồi trên mâm tiệc, cho nên mới biết chuyện thiếu rượu. Và vì yêu thương đôi tân hôn, Đức Mẹ đã kín đáo can thiệp để có thể nói được rằng Chúa Giêsu phải làm phép lạ cho nước hóa thành rượu theo ý của Đức Mẹ. Mẹ đã xin vâng với Chúa và bây giờ Chúa xin vâng với Mẹ. Đó, chúng ta thấy đức bác ái ở nơi Đức Mẹ tuyệt vời lắm. Rồi điểm thứ hai, Mẹ là nữ tu thừa sai đầu tiên, là nhà truyền giáo đầu tiên. Đức Mẹ đã ý thức cái sứ mạng đem Chúa đến cho tha nhân. Ngay sau khi Đức Mẹ nhận Chúa trong biến cố truyền tin, đón nhận Chúa vào cung lòng của Đức Mẹ đó, Chúa Giêsu đầu thai ở trong lòng Đức Mẹ, thì cái việc đầu tiên Đức Mẹ làm là hối hả ra đi đem Chúa đến cho gia đình người chị họ Elizabeth. Đây không chỉ là đơn thuần một cuộc thăm viếng giữa hai người mẹ là Đức Maria và người chị họ Elizabeth, mà còn là cuộc thăm viếng giữa đấng cứu thế và vị tiền hô của Ngài là Gioan Tẩy Giả đó. Và cả hai lúc ấy đang còn nằm trong dạ mẹ chứ chưa chào đời. Đức Mẹ đã đem Chúa đến với gia đình này. Chưa hết đâu, Đức Mẹ đem Chúa cho các mục đồng, giới thiệu Chúa cho các mục đồng giữa đêm khuya khi họ tìm đến viếng thăm. Và ít lâu sau, Đức Mẹ lại giới thiệu, lại đem Chúa cho các đạo sĩ phương Đông lặn lội từ xa đến bái thờ. Đức Mẹ giới thiệu Chúa cho cụ già Simeon và bà Anna tại đền thờ. Là vị thừa sai đầu tiên của đấng cứu thế, Đức Mẹ đã không giới thiệu Chúa bằng lời rao giảng trong đức tin, mà giới thiệu đấng cứu thế bằng xương, bằng thịt cho con người, mọi người với đức ái nồng nàn. Vậy đó, Đức Mẹ chính thật là một nữ tu vì sống cho Chúa hoàn toàn, và là vị nữ tu của thừa sai và bác ái. Thế chị em nữ tu hội dòng thừa sai bác ái Vinh thân mến, được trở nên những nữ tu của hội dòng mang một cái tên rất đẹp, thừa sai bác ái. Và chúng ta biết rằng là có nhiều hội dòng mang tên này nổi bật, như là dòng thừa sai bác ái của Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta,
Rồi tại Việt Nam chúng ta cũng có một hội dòng mang tên là Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, rập theo khuôn cái linh đạo của mẹ Teresa Calcutta. Thế thì là những nữ tu của hội dòng này, chị em chắc hẳn là sung sướng và hãnh diện lắm. Nhưng mà điều đó mời gọi, hay đúng hơn đòi hỏi chị em phải sống thế nào cho đúng với cái tên gọi theo gương của Đức Mẹ Maria, mẹ của hội dòng chị em. Để sống đúng tinh thần bác ái, xin chị em ý thức phải luôn luôn lấy đức ái làm phương châm sống và hoạt động. Trong đời thánh hiến, chị em sẽ không thiếu những dịp để tỏ lòng yêu thương mọi người lân cận. Trước hết là với chị em trong hội dòng, trong gia đình hội dòng. Đây là gia đình mới của chị em đấy. Chị em hãy sống đức bác ái với những chị em của mình. Rồi đến mọi người khác mà chị em tiếp xúc, hãy giúp đỡ nhau một chút công việc, chia sẻ với nhau một chút cái thực phẩm vật chất với tình yêu thương. Hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc, như thư Roma đoạn 12 câu 15 dạy chúng ta. Hãy tha thứ, hãy bỏ qua một lời nói hay cử chỉ xúc phạm, làm hại cho mình, làm đau khổ cho mình. Hãy nhịn nhục, hãy chịu thiệt thòi đi. Và chị em có thể tự hỏi, bây giờ tôi yêu thương như thế nào? Yêu thương như Đức Mẹ đấy. Nhưng mà trên hết là hãy yêu thương như Chúa Giê-xu. Chính Ngài đã nói với chúng ta, như Thầy đã yêu thương anh em cũng hãy yêu thương nhau. Nhớ nhớ, lấy cái đó làm thước đo. Có đúng như là Chúa Giê-xu yêu không? Hay là như mình thôi? Yêu theo kiểu của mình thì không chắc là đạt đúng đâu. Vì chúng ta có thể là phân biệt đối xử, có thể là bị lệch lạc, có thể là theo cảm tính. Còn yêu như Chúa Giê-xu là như thế nào? Đọc tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu tha thứ cho Phê-rô tội chối Thầy, tội nặng lắm, vì yêu thương ông. Vì yêu thương, Chúa Giê-xu bảo vệ người phụ nữ yếu đuối phạm tội đang có nguy cơ bị ném đá chết. Vì yêu thương, Chúa chữa những người bệnh tật mù lòa, què quặt, bại liệt hay là bị quỷ ám. Vì yêu thương, Chúa hóa bánh ra nhiều, biến nước thành rượu. Chúa yêu thương các em bé đơn sơ, bênh vực các em. Vậy chị em cũng hãy sống tình bác ái Kitô giáo theo gương Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Chị em hãy là hiện thân sống động của Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria tại đây, tại giáo phận Vinh cũng như là những giáo phận khác mà hội dòng hiện diện và chị em được sai đến. Hãy sống tinh thần bác ái đích thật. Mình mang tên hội dòng, mình phải sống đúng, đúng với cái danh hiệu của hội dòng. Và điểm thứ hai, để sống đúng tinh thần thừa sai theo như sứ mạng tông đồ của hội dòng, chị em hãy đem Chúa Giê-xu đến với mọi người mà chị em tiếp xúc hàng ngày, và cả trong kinh nguyện, lời cầu nguyện tưởng nhớ đến mọi người để cầu nguyện cho họ. Chị em hãy đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy từ nơi cái gương của Đức Mẹ. Đây chúng ta vừa nghe đọc đấy. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi, tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn niềm vui của tin mừng cũng mời gọi hội thánh chúng ta, mời gọi các chị em nữa đó, hãy đứng dậy, mở cửa đi ra, đến vùng ngoại vi để gặp gỡ, để thăm viếng, để yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ, khuyết tật, già lão, bệnh hoạn và những người chưa biết Chúa nữa. Chị em hãy ý thức rằng là chị em đến với họ không mang cho họ
không phải là những món quà vật chất, mà cao quý hơn đó là tình yêu thương, đó là Chúa, đó là tin mừng qua những cuộc thăm viếng gặp gỡ đó. Hai tông đồ Phêrô và Gioan trong công vụ kể lại đó, một hôm gặp một người bị bại chân ngồi ăn xin ở cửa đẹp của đền thờ. Và khi thấy hai tông đồ này, ông ta ngửa tay mong sẽ được bố thí cái gì đấy. Và thánh Phêrô đã nói thế này này: vàng bạc tôi không có, vật chất không có, nhưng có gì thì tôi cho anh là, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Công vụ tông đồ đoạn 3 câu 6. Gặp gỡ và trao ban cho họ Đức Kitô. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đoạn 9 câu 16 cũng nói thế này: khi đến với anh em, tôi đem tin mừng để biếu không cho anh em. Đấy, chúng ta đừng có lo là phải đem cái gì vật chất đâu. Không, cái mà người ta cần đó là chính là tin mừng, là ơn cứu độ, là Đức Kitô. Và bây giờ đây cái sứ mạng thừa sai của chị em là như vậy, là đem đến cho họ Đức Kitô. Và thưa anh chị em, đó chính là chị em đang thi hành cái sứ mạng loan báo tin mừng, là truyền giáo. Hôm nay tất cả chúng tôi vui mừng với hội dòng, với chị em, với gia đình thân thuộc của chị em. Nhưng mà cùng với cái niềm vui đó, chúng tôi cũng rất mong ước các chị em sẽ là những nữ tu thật sự đúng đắn, với danh hiệu, với tôn chỉ, với linh đạo, với sứ mạng tông đồ của chị em theo gương Đức Mẹ Maria. Và để kết thúc, xin cộng đoàn cùng tôi dâng một lời nguyện vắn lên Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy cho chúng con biết yêu thương, quan tâm đến người khác và không ngừng khao khát mang Chúa đến cho họ với tâm hồn thanh khiết như Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con trở thành những sứ giả mang bình an, niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ để đến phục vụ những người chúng con gặp gỡ.